cô đã lên danh sách mấy đứa học sinh mà đi ghi hình chưa? Dạ, rồi thầy. Rồi đưa đây coi. Dạ. Dạ, danh sách là gồm một nam một nữ thầy, với lại các em đứng đầu các môn, tổng cộng là 10 em thầy. Ủa sao cô không viết rõ ràng, cô viết cái gì vậy nè? Anh ấy là một người đàn ông tốt, không sao đâu gì hiền, không có gì thôi, tình yêu cũng phải là tất cả. Chúng ta không thuộc về nhau, chúng ta không thuộc về nhau, chúng ta không thuộc về nhau, chúng ta không thuộc về nhau là sao? Dạ thầy, cho em xin lỗi cái tờ đó không phải đâu thầy. Tên nào? Hai tờ đó mới đúng. Tờ này là bài hát đó thầy. Thầy chưa bao giờ nghe bài hát này hả? Có bài hát đó hả? Dạ có. Bài hát là sao? Chúng ta không thuộc về nhau vì anh ấy là người đàn ông tôi. Được, cái bài này có hát cho ai nghe chưa? Dạ chưa chưa. Thôi đừng có hát cho ai nghe hết nha. Sao vậy thầy? Người ta nhập viện tội nghiệp lắm nha. Dạ. Nguyễn Thị Nụ, Nguyễn Đức Minh, Du Mi. Ủa sao chọn mấy đứa này? Dạ thưa thầy, tại vì bên nhà tổ chức á yêu cầu là các em phải ăn ảnh một chút, cho nên em có chọn Du Mi, rồi có chọn thêm em Mẫn nữa, tại vì dù sao hai em cũng đóng vai chính trong Romeo and Juliet đó thầy. Tốt, cô làm tốt lắm, nhưng mà quan trọng là đã nói chuyện với vợ phụ huynh người ta chưa? Dạ nói rồi thầy. Ban đầu thì vài phụ huynh còn hơi e ngại, nhưng mà em cùng với tổ các giáo viên khác cũng đã cố gắng thuyết phục và phụ huynh đã đồng ý hết rồi thầy. Outstanding, làm rất tốt. Đó đó, vô mặt tôi đi. Trời ơi, sao lâu quá vậy Long? Chú đạo diễn. Ủa chú ơi chú, chừng nào tụi con mới được quay vậy? Các cháu chờ chú chút xíu thôi. Chờ chú chút xíu nha, chỉ 10 phút thôi. 10 phút hả? 10 phút thôi. Ôi, từ sáng đến giờ tụi con quay cái này mà không tập trung học được luôn á chú. Dạ đúng rồi đó. Chú biết rồi, chú biết rồi. 10 phút thôi, 10 phút thôi ha. Dạ. Trời ơi. Ê Minh còn làm bài môn lượng giác chưa, cho tôi mượn xíu rồi. Lượng giác hả? Tôi để trên lầu rồi, lát tôi lên tôi lấy đưa bạn nha. Vậy cũng được, cảm ơn nha. Bài cậu làm dễ hiểu lắm á. Thiệt hả? Cảm ơn nhiều nha. Thôi thôi đi nha. Còn bài tôi dễ hiểu. Ôi, đi luôn rồi. Không có bao giờ làm bài đâu mà hiểu. Tầm lao à. Chán quá à. Sao vậy Dung ơi? Chán chứ sao. Bạn chán à, hay để tôi lấy sách cho bạn đọc nha. Sách hả? Chán hơn nữa. Ở đây đâu có cái gì đâu học bài. Vậy thôi bạn đứng đây chơi chung với tụi mình đi. Đứng đây chơi chung tụi tôi. Ôi mỏi chân quá nè. Thôi các bạn ơi các bạn, tụi mình tập trung để quay nè. Quay kìa, đi quay kìa, quay kìa. Chú đạo diễn này vui tính quá. Ủa sao đứng đây chi vậy, không vô học hả? Bạn coi lại bạn đi, bạn có hơn ai đâu mà nói. Bây giờ đứng đây chán quá, tôi không biết làm gì hết, nên kiếm cái chơi nè. Ở đây có cái gì chơi đâu trời. Cũng đúng mà, đây đâu có gì đâu chơi đâu mà vui. Các em ơi, chúng ta đã quay xong toàn cảnh rồi. Bây giờ chú sẽ quay cận cảnh mỗi đứa. Và bây giờ chú hỏi mời Nguyễn Đức Minh. Minh, Diễn Minh. Diễn đi em. Diễn đi em. Các bạn đang chờ em đó. Xong cái cảnh này chúng ta cùng lên lớp nữa. Các em ơi, các em đừng làm ồn. Bạn đang ghi hình. Minh. Thua rồi đó, đưa vào đây. Minh. Cho chú hỏi rồi, hai đứa bạn của cháu, bộ nó chơi từ nãy giờ nó không biết chán hả? Mà cũng không cần phải học thi như cháu sao? Dạ đâu có, tụi con đều phải thi hết đó chú. Phải thi mà chú thấy tụi nó tỉnh bơ như rùi vậy. Dạ thưa chú ơi, tại vì hai bạn này có năng khiếu là học dốt nhất trường, chứ giờ
chú mời hai bạn đóng phim chắc cũng tốn phim lắm đó. À đúng rồi, chơi gì kiểu. Tiếp đưa mũi đây nhẹ thôi nha, từ từ đi. Bây giờ cả lớp chúng ta sẽ bắt đầu ghi hình. Các em cứ học như bình thường như mỗi ngày đó. Và ngồi thẳng lưng lên cho cái hình ảnh nó đẹp chút. Ủa? Trợ lý đâu? Dạ có anh. Hai cái ghế trống này của học sinh nào? Dạ là hai đứa kia anh, nó chưa có vô. Hai đứa kia là hai đứa nào? Dạ là hai cái đứa mà hay chơi quá thuộc sĩ anh. Kêu lẹ lên đi, dùm tôi đi, lẹ lên lẹ lên. Dạ 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 có anh. Ây da, đáng đời thu hoài mà thích đòi chơi. Tại em bóng mới mạnh vậy vậy. Cái gì nữa? Trời, chơi là phải mạnh lại, chứ. Chơi lại, thích thì chịu. 1, 2, 3. Lần này mình sẽ trả thù nè. À à, anh ghen vậy sao chơi mạnh vậy? Thôi nãy bạn đánh sao rồi giờ mình đánh vậy thôi. Lại đi. Lại thì lại. 1, 2, 3. Nữa. Hai đứa, à. Hai đứa. Lên quay nè. Lại. Nhanh, đợi vậy nè, chờ tay luôn. 1, 2, 3. Yes, thắng rồi. Đợi, 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 đợi. Lên quay. Để chơi nha. Đứng lại. Đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại. Hai người làm gì vậy? Nè, 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 nè. Sớt hoài pháo hoài hả? Qua đây, bạn ngon qua đây. Hai cháu ơi, đừng giữ nữa. Vô chỗ mà chú ơi. Bắt được rồi. Ghen tôi hả? Bạn tha cho mình một lần này nữa đi. Còn gian nữa không? Thôi nha. Dù mi có sao không? Có. Mọi người hiếp mình kìa, bạn đánh mọi người. Mày giữ mặt tao. Thôi bình tĩnh coi. Còn bạn nữa, bạn đùa giỡn kiểu gì vậy? Đùa giỡn cho cố rồi mày khóc lóc. Thôi nha, đây là hoạt động tập thể, mày phải biết, mày phải tôn trọng mọi người chứ. Đi về chỗ đi. Thôi rồi, các cháu bình tĩnh, về chỗ ngồi giùm chú, cố gắng ngồi giùm chú để cho ghi hình. Thôi bình tĩnh đi Minh ơi. Mừng không nha? Ông mà ông cản tôi là nó quýnh tôi rồi á. Đau lắm phải không? Học sinh cấp 3 rồi mà cứ như trẻ con nít vậy. Cắt. Coi bộ vậy mà hai em học sinh này cá biệt của lớp, vậy mà ăn ảnh ghê chứ. Dạ, còn em á, em cứ tưởng là hai bạn học sinh ngoan mà anh. Không sao, dù sao gì cái buổi ghi hình hôm nay rất là đẹp của hai em. Vì phía sau cơn mưa cầu vồng sẽ tới, ngày tháng trôi đi nhanh muộn phiền ta sẽ rồi vơi.